Hôm nay là buổi sáng ngày mùng 5 tháng 11 năm 2018 và tôi xin trân trọng giới thiệu với quý vị và tôi đang rất là hạnh được đón tiếp anh Cường ở xã Ninh Dân, huyện Thanh Ba. Và anh đang sang đặt cho tôi một bộ ghế tần thủy hoàng bằng gỗ hương vân. Và đây là hình ảnh của anh Cường ở xã Ninh Dân, huyện Thanh Ba, và anh đã sang ký tên và đặt chúng tôi làm bộ ghế tần thủy hoàng bằng gỗ hương vân. Vâng, giờ nãy anh đã bảo anh ký tên xong rồi. Bây giờ tôi đã quay hình ảnh lưu lại để làm kỷ niệm cho anh. Đây hai anh em này, đây là hai anh em anh này. Vâng. Anh đi cùng là tên gì anh nhỉ? Vâng. Anh bỏ mũ cái nhỉ để làm kiểu ảnh nhá. Đấy. Đây anh Hậu đi cùng. Có tiền đấy. Được tiền đấy. Được tiền đấy. Vâng. Được tiền đi cùng. Cùng anh. Vâng, thế xin cảm ơn anh Cường nhé. Và anh đã tin tưởng và anh đã đến tại cơ sở đồ gỗ Tùng Tám rồi. Hồi nãy anh đã ký tên rồi. Ký tên vào bộ ghế tần thủy hoàng bằng gỗ hương vân gồm 6 món. Vâng, đến hẹn anh là đến 10 ngày sau tôi đã bàn giao tại nhà anh Cường. Alo. Vâng. Thế xin cảm ơn anh Cường nha. Và đây giới thiệu luôn quý vị là đấy, thợ tôi đang tiến hành hàng Tết rất là nhộn nhịp. Thân tiện tôi giới thiệu luôn quý vị là toàn bộ cơ sở. Và đây là một chiếc một bộ tần thủy hoàng bằng gỗ gõ đỏ và cũng đang hoàn thiện cho một khách hàng ở Thanh Thủy, thị trấn Thanh Thủy. Vâng, trong này là những người thợ tôi đang rất là tất bật đang chuẩn lắp hàng Tết, chuẩn bị hàng Tết. Đây là đang làm bộ ghế bằng mít tần thì hoàng bằng gỗ mít đây. Của một khách hàng ở rất gần đây là ở xã Hiền Đa. Vâng. Đó, đang đặt tôi làm một bộ tần thì hoàng bằng gỗ mít. Trần lõi mít rồi. Đây là tay ghế tần thì hoàng và gỗ mít. Đây là một bộ mít này cho một khách hàng ở Tư Lộc rồi. Nhất rất nhiều đồ, rất nhiều đồ. Đấy. Đang đánh.
nhà đâu.